Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là em về được một con đẩy rock 1200 đến từ thương hiệu là Deton rock 1200 có công suất khá là ấn tượng. Đây là thương hiệu Deton, một thương hiệu nổi tiếng đến từ USA. Các bác nhớ cái số series này. Đấy. Được chưa? 1130. Một con duy nhất. Các bác nhìn thấy công suất luôn. 8 ôm là 650W, 4 ôm là 1150W. Và các bác đánh dồn hai kênh là một, chập kênh dồn cầu là 8 ôm 2003W. Con này thì phù hợp cho các bác làm sự kiện tiệc cưới vừa vừa nha. Các bác đánh monitor đơn 40, đơn 30 đánh thoải mái. Được chưa? 8 ôm là 650W, công suất thực tế chứ không phải là công suất nó khoảng. Đây là công suất thực tế luôn. Hoặc là các bác mà bí đẩy quá nên đấy, con này đánh súp được. 8 ôm là 2003. Đánh được súp rồi. Đấy, thì bây giờ em sẽ mở ra cho các bác xem nhé. Đây các bác xem nhé. Dốc 1200. Đấy. Máy chán không? Nhìn nữa không muốn mua. Cái này mà có bác nào cầu kỳ này nhìn này không muốn mua này. Em nói thật đấy, không phải nói đùa đâu. Đây là bo công suất kênh B, đây kênh A. Đấy. Phần nguồn đây. Cuộn dây này, kinh không? Bo đầu vai nó nói cho cái dây đồng, xong là bọc cái ống ghen này, xong đầu xoắn tít lại, nhìn trông chán đời. Thương hiệu rất nổi tiếng như nào trông rất là chán đời. Em bán hàng em chê bình thường nha. Các bác đừng có đòi hỏi quá nhiều. Bên nào bán hàng nó thật nó có sao nói thế. Này. Đây là bo đầu bài điện lái. Mạch con này là mạch D nhá. Class D. Đấy, cuộn dây đây, tụ đây. Điện trở. Chung cái còi này thôi, đấy, thế thôi. Con này thì nó có những cái đời như là dốc 800, dốc 1200 và dốc 1500. Có con dốc 1800 nữa thì là tụ nó sẽ cắm vào đây. Đấy. Càng công suất lớn thì nó lại càng đắt. Con này thì em báo giá luôn cho các bác nhé, 3,5 triệu bao ship. 3,5 triệu bao ship. Con này phù hợp cho các bác làm tiệc cưới. Đấy, hoặc các bác mà đánh gia đình được, làm sự kiện đám cưới thì các bác chỉ cần hai con này đánh mấy cái loa monitor là đánh thoải mái, đúng không? Nó có tem đậu đây nhưng bay mất rồi. Đấy. Này nó có mấy cái đèn nó sáng này, biết áp nguồn này, tụ nguồn nó có thể cắm thêm được này. Đấy. Này, cắm thêm được tụ nữa. Tụ này 120V 2020 này, 1 2 3 4 5 6 tụ nọc sau, một tụ nọc nguồn chính. Đấy, biến áp nguồn phe các kiểu này, trông rất đơn giản, chả có gì. 3,5 triệu nhá, bao ship cho các bác. 3,5 triệu bao ship. Đấy. Trông nó rất là cùi này thôi, nhưng mà đánh khá ấn tượng. Con này mà các bác đánh từ thường được, đánh từ neo được. Monitor, chuyên đập monitor. Monitor thì các bác đánh con này thì hết ý luôn, không chê được. Đấy, đang còn hàng chính hãng nhé. Quạt gió này, đây, output, input này. Input này, ninh này. Đấy. Chế độ đánh là xe molo và brine này. Đây là cái chế độ gạt tín hiệu cho nó to nhỏ theo tiếng. 1.0V trừ 26 26 dB 32 dB. Đó. Tín hiệu từ mixer ra thì nó rất là lớn, các bác gạt như này. Từ vang số thì để giữa, còn từ âm ni hay là cái gì đó tín hiệu bé là các bác gạt này, ví dụ thế. Được chưa? Đó. Ấn tượng nhất công suất này, 650W, 8 ôm, 4 ôm là 1150W. 4 ôm. Như con này là các bác có thể đánh được một đôi full đôi, một côn 76, các loại loa 40 côn 76, full đôi. Đấy, và full đôi 30 côn 76, hoặc là hai loa đơn 40 hoặc là hai loa đơn 30 côn 76 là con này đập thoải mái. 650W, 8 ôm, 4 ôm 1150W. Đấy. Và các bác dồn hai kênh là 1, 8 ôm, tức là dồn lại ví dụ một con này đánh một quả xúc đơn thì nó nên là 2003W, mắc đấy, rất là ác luôn. Output power 1% DTH, tức là độ mèo tiếng đạt 1%. Đấy. Đó. Trông nó rất là cùi này thôi, nhưng công suất nó khá là khiếp. Nên là các bác nào mà ý định săn đón tìm mua thì liên hệ ngay với em nha. Đó. Gọi nhanh còn kịp không là con này thì em về đúng được một con thôi, còn sắp tới thì về được nhiều con máy chất lắm. Sắp tới thì về được nhiều máy chất lắm. Đấy. Đấy, các bác nào quan tâm hiện trực tiếp nhé, thì em về đây này cũng rất là vội. Hôm nay hưng yên một ngày mưa gió thì em không review được, chỉ giới thiệu qua này thôi. Mai là về vệ sinh kiểm tra. Đấy. Máy về thì trong tình trạng là chưa sửa chữa, em nói luôn nhé, chưa sửa chữa, còn đến tay các bác sửa chữa chưa thì các bác cũng chưa chắc đã biết được, bởi vì bên em nói thẳng luôn. Sau khi mà vệ sinh con này xong cái thì có bác nào qua nhà bốc thì bốc, còn không thì tùy. Em gửi đi là 3,5 triệu, còn qua nhà bốc thì nó giá nó rẻ hơn nhé. Rẻ hơn, những hơi rẻ hơn có 150 thôi, không rẻ hơn được nhiều đâu. Đó. Giá là giá chung. Rất là nhẹ, nói chung là này nhẹ. Nó chỉ tầm 6 cân thôi. 6 đến 7 cân. Tập 6 đến 7 cân thì cái này em chưa cân, nhưng mà nói chung nó khoảng tầm đó. Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.